Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, hôm nay ở California thì trời cũng hơi khá nóng đó các bạn. Còn ở Việt Nam thì tôi biết cũng nóng lắm. Vài bữa trước thì có một cái cơn mưa vàng, nhưng đâu lại vào đấy nữa. Thì ở Việt Nam cũng sắp sửa vào mùa hè rồi, cho nên thời tiết cũng oi bức lắm. Vâng, nói về show ở một nơi mà người ta gọi là Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ, nơi mà địa danh nổi tiếng, có bến Ninh Kiều, và trong những câu chuyện râm ran ở đâu đó du lịch thì thường thường hay nhắc đến Cần Thơ. Từ Gò Công mà xuống Cần Thơ thì địa lý cũng không có bao xa. Hy vọng rằng những người Gò Công sẽ ủng hộ cho cháu, vì đây lần đầu tiên cháu về Cần Thơ để hát không các bạn ha. Phải nói rằng vé thì chắc chắn là phải sold out rồi. Hy vọng những người chậm trễ mua vé lần đầu tiên đu show cháu Hồ Văn Cường ở miền Tây này, hy vọng rằng nếu mà sold out đó, thì ban tổ chức sắp xếp làm như thế nào để họ có được một tấm vé trên tay để lần đầu tiên đu show của cháu Hồ Văn Cường, để trực tiếp nghe cháu hát bằng xương, bằng da, bằng thịt, và được chụp hình với cháu. Đó là điều mà tất cả mọi người mong muốn, cũng như những mẹ, những ngoại mà lần đầu để đu show cháu Hồ Văn Cường. Cháu đến giờ thì chúng ta cũng thấy rằng là cháu thành công, chững chạc trên sân khấu, giao lưu rất là vui vẻ với lại khán giả. Phải nói cháu thành công về nghệ thuật như vậy là cũng nhờ thực lực của cháu, chứ không phải là chỉ những cái PR, những lời nói trao chuốt mà thôi, không các bạn. Dĩ nhiên là chúng ta không quên ơn của Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn đã giúp cháu đứng vững trên con đường nghệ thuật. Sau khi mà cháu đã bị rất nhiều thị phi, nhiều cái phải nói là trong cuộc đời của cháu, cái thời gian 2-3 năm trước là thời gian mà khó khăn nhất không các bạn. Cho đến bây giờ lâu lâu cũng có 1-2 người vào comment trong những video clip của Classicon và để lại những cái lời tôi nghe cũng thấy hơi bức xúc nữa. Chẳng hạn như cái người này tên là Quỳnh Văn Hùng ha. Nè, Quỳnh Văn Hùng để lại là nói cho FC Xanh Đọt Chuối được biết Hồ Văn Cường đi hát, tiền cachê phải đưa cho Diễm Phạm giữ giùm, tiền khán giả tặng phải đem về nuôi anh chị em nuôi, nếu không chúng tao chửi tiếp. Đến bây giờ mà họ vẫn còn sân si với lại thằng bé. Tại sao tiền đi hát phải đưa cho quản lý cũ giữ và phải nuôi những anh chị em nuôi không còn huyết thống nữa? Chửi là cái khẩu nghiệp, họ muốn làm thì họ làm, chúng ta không thể nào ngăn cản họ được, tại vì cái tư duy của họ là như vậy rồi. Đến bây giờ cháu đã một mình đứng trên sân khấu, không nhờ phía bên ekip nữa, mà họ vẫn đeo bám cháu, vẫn hằng học với cháu, vẫn vu khống cháu, hoặc là nói những lời rất là khó nghe. Quay lại những câu chuyện thì tôi thấy nhiều khi mình cũng thấy bức xúc chùm cho cháu Hồ Văn Cường. Phải chi cái thời gian đó không các bạn ha, phải chi trước đó cố ca sĩ mà đành mạch về tiền bạc chứ với cháu. Đừng có giữ tiền của cháu 200 triệu mà tiền của Idol Kids mà cháu giành được hạng nhất đó. Phải chi mà ekip lúc đó rõ ràng đành mạch tiền đi hát của cháu là bao nhiêu, tiền này tiền kia là bao nhiêu. Rồi phải chi mà đừng có đưa tiền cho cháu, trả tiền cho cháu trong cái lúc mà làm đám tang của cố ca sĩ ở bên Mỹ này nữa. Mà phải chi đừng có đăng báo, rồi đừng có chửi cháu bằng những lời khó nghe, không các bạn. Và hơn nữa là phải chi mà đừng có lấy cái YouTube và Facebook của cháu. Thì bây giờ có lẽ rằng trong cái giới văn nghệ người ta vẫn còn coi trọng ở bên kia rất nhiều. Vì trong cái showbiz quanh đi quẩn lại thì cũng như vậy thôi à. Con gà nó ăn quẩn cối xay mà.
đối với một đứa bé như vậy mà ra tay ác độc và làm những cái điều đó với nó, mà trong khi nó chỉ biết im lặng, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng, tự hỏi có công bằng với nó hay không? Đâu phải là nó không có đi làm đâu. Suy nghĩ coi, từ 13 tuổi nó đã đi hát kiếm tiền để về nuôi cho những anh chị em không cùng huyết thống, nuôi cả luôn cái ekip ăn nên làm ra, ngồi không để hưởng lợi không à. Những quà, những cáp, những tiền bạc tặng từ khán giả, ai giữ, cháu có giữ được bao nhiêu đâu. Không các bạn, đâu phải là nó nhận nó về làm con nuôi mà nó ngồi không ăn đâu. Nó đi hát một năm bao nhiêu show, tổng cộng là hơn 300 show chứ. Mà đến bây giờ mà vẫn còn nói là ăn cháo đá bát. Tôi rất tiếc, phải chi mà lúc đó Tóc Tiên nhận cháu làm con nuôi, phải chi Hoàng Lê nhận làm con nuôi thì giống như Phương Mỹ Chi vậy chứ. Chỉ cần đi hát 2-3 năm thôi là đã mua nhà, tậu xe hơi và có cơ ngơi cho cha mẹ của người ta rồi. Phải chi mà đừng có trang trần lại mà tra tấn cháu từ chiều 5-6 giờ chiều cho tới nửa khuya luôn á. Thì cộng đồng mạng và những người làm văn nghệ sẽ nhìn ánh mắt khác đối với lại ekip cũ. Còn những việc xảy ra thì người ta thấy như thế nào? Đối xử rất tàn độc với một đứa nhỏ. Tôi hỏi với nếu mà nó nghĩ quanh, nghĩ quẩn, nó không nghĩ sáng suốt á, nó nghĩ bậy đây. Nó đâm ra trầm cảm hay hoặc là một cái gì mà còn nhiều hơn nữa đấy, thì có công bằng gì nó không? Ví dụ xảy ra chuyện lớn đi, ai là người mà đau thương nhất đây? Có phải là cha mẹ của Hồ Văn Cường không? Các bạn cứ nói là Hồ Văn Cường đến giờ vẫn còn không biết ơn nghĩa. Nó biết ơn quá đi còn gì nữa. Bao nhiêu năm hát nó có tính tiền với lại bên ekip cũ với người mẹ nuôi không? Các bạn nên nhớ rằng nếu mà nói đúng ra thì là bên ekip cũ với lại cố ca sĩ là nhận đỡ đầu ra thì đúng hơn, chứ không phải là con nuôi. Tại vì con nuôi á, nó còn cha còn mẹ mà. Không, nó đâu phải là trẻ mồ côi đâu. Mà các bạn biết không, con nuôi ở Mỹ á, nếu mà danh từ con nuôi á, là phải giấy tờ hợp lý đàng hoàng. Khi mà cha nuôi mất hay là mẹ nuôi mất, nó có quyền được chia tài sản. Chứ không phải tài sản đó chỉ là con ruột, chỉ là cái mớ bồng bông của ekip cũ thôi. Hồ Văn Cường không có một đồng bạc 9 tuổi nha. Còn 500 triệu đưa cho nó, đó là tiền gì? Tiền nó đi hát đấy. Tiền nó đi hát 6 năm trời đấy. Có xứng đáng không? Xin lỗi, 500 triệu đó mà đưa cho Phương Mỹ Chi coi, Phương Mỹ Chi dục xuống đất liền. Công tích của người ta mấy năm trời đi hát mà đến giờ con vẫn còn nói là phải đem tiền về để nuôi những đứa em không cùng huyết thống. Tôi không biết cái tư duy của các bạn nghĩ như thế nào khi thấy một đứa bé nó nhờ sự ủng hộ của khán giả, nhờ sự ủng hộ của FC Xanh Đột Chuối và cũng có danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy đứng sau lưng đó, ủng hộ hết lòng cho nên nó mới được như vậy. Nhưng mà phải nói là nó có thực lực đàng hoàng. Nó không phải giống như những em bé bán cái số ngoài đường đem về nhận làm con nuôi rồi bắt đầu đưa lên thì nói là ăn cháo đá bát. Còn đây, nó là idol kid đứng hạng nhất. Đứng hạng nhất nha. Và lãnh mấy cái giải khác nữa chứ không phải là một giải đó thôi. Nhân tiện đây cũng xin nhắc lại các bạn ở bên kia, các bạn cứ chửi thằng nhỏ hoài đến giờ này cũng còn chửi. Các bạn nghĩ rằng cố ca sĩ có một mình nó là con nuôi hả? 23 đứa là con nuôi và có những đứa hai đi hát nữa nha. 2-3 đứa kia đi hát nữa. Nhưng mà tại sao không nổi tiếng bằng Hồ Văn Cường? Tại sao không có lượng fan nhiều như Hồ Văn Cường? Nói về đẹp gái, ok, bên mấy cô kia đẹp gái hơn nè. Đó, gương mặt sáng nè.
tại sao lại không nổi hơn? Đi thi bao nhiêu cuộc thi, có giành được giải nào đâu. Tại vì hát không chạm tới được trái tim người nghe. Những cô ấy có thể chỉ là sáng trên sân khấu, nhưng nói về giọng ca, chất chứa tình cảm của miền Tây sông nước, hoặc là những bài bolero mà chạm tới trái tim người nghe thì không bằng cho Hồ Văn Cường. Thật sự là như vậy. Nên nhớ rằng nữa là cháu lãnh giải xong thì bên ekip cũ mới nhận làm con nuôi, nhận đỡ đầu đó, mới đầu là nhận đỡ đầu, rồi sau này mới đổi chữ là con nuôi. Nó không phải là một đứa bé bình thường. Nếu mà nói về giọng ca đó, một đứa bé bình thường nhưng lại mang trong tiếng hát là sứ giả cảm xúc, và mang cảm xúc đó chia sẻ, lan tỏa đến khắp mọi miền đất nước và trong trái tim của người nghe. Cho nên mọi người thương yêu cháu là như vậy. Hơn nữa, cháu có một đức tính rất là tốt, hiền lành, chất phác, thật thà nữa. Nhiều người cũng dùng những danh từ rất là siêu nhân cho cháu nữa, nhưng mà ở đây tôi không nói mấy từ đó. Tôi chỉ nói cái cách nhìn qua cái sự cảm nhận của tôi thôi. Cháu hiền lành, chất phác, thật thà. Và cái độ bền mà chịu đựng của cháu, phải nói thật sự là ít có người nào mà tuổi trẻ như cháu chịu nhịn nhục, chịu cam khổ cùng với cha mẹ của mình trong những ngày tháng vừa qua bị ekip cũ trùi dập mà không một lời phản kháng. Tôi hỏi thiệt chứ các bạn mà nói xấu Hồ Văn Cường, các bạn mà chửi Hồ Văn Cường, nếu như con cháu của các bạn là Hồ Văn Cường, các bạn có để yên hay không? 6 năm trời đi hát, một thần tượng âm nhạc nhí mang về chỉ có 500 triệu, các bạn chịu hay không? Các bạn tự hỏi lòng thật của các bạn đi. Ngay cả cha mẹ của cháu Hồ Văn Cường vậy, cũng vậy. Họ cũng chịu đựng giống như cháu Hồ Văn Cường trong bao tháng ngày qua mà các bạn đã dùng biết bao nhiêu lời lẽ vô văn hóa dành cho người ta. Những lời miệt thị, cay đắng dành cho cả gia đình của người ta mà người ta có nói một lời nào đâu. Đến bây giờ mà các bạn vẫn chưa nhìn thấy rõ các điểm đó nữa thì tôi thấy tôi bỏ tay rồi. Tôi không biết cái thế lực nào mà đưa đẩy các bạn cứ làm clip lên chửi cho Hồ Văn Cường và kiếm chuyện với gia đình của người ta. Hay là vì những đồng tiền của YouTube. Tại vì các bạn làm với cái chủ đề của cháu Hồ Văn Cường á, chửi cháu Hồ Văn Cường, thì những cái fan, tôi cũng không có nói đây là fan u mê nha, những cái người mà tư duy chưa có được sáng suốt mấy, họ lắng nghe những cái điệu ru nước mắt, những cái lời ru hời của các bạn. Còn bạn làm những cái chủ đề khác thì người ta không có coi nhiều. Cho nên các bạn cứ kiếm chuyện và cứ lên trên đây, cứ gần cái show của cháu Hồ Văn Cường là tôi thấy các bạn tỏ cái thái độ không đúng với một đứa trẻ vừa hiền lành và vừa bỏ qua tất cả những gì mà trong năm tháng vừa rồi các bạn đã làm với nó. Không công bằng với cháu Hồ Văn Cường chút xíu nào chứ. Tôi thiết nghĩ nếu mà một người nào mà có những hành động này, những lời nói đó với các bạn thì tôi nghĩ rằng các bạn chắc ăn thua đủ với người ta rồi. Phải không? Hôm nay thì chia sẻ đến các bạn như thế, tại vì tôi thấy còn một hai người vẫn còn lên trên đây, vẫn đem cái những lời lẽ mà nó cay đắng với cháu nhiều quá. Chúng ta nên suy nghĩ lại đi.
rồi con đường ai chúng ta đã chọn rồi thì có tiếc nuối, hay đem lại những lời mà không tốt cho nhau thì nó cũng không đi đến đâu hết trơn nha. Và dưới ánh mắt nhìn của mạng xã hội thì người ta nhìn các bạn với ánh mắt nó không được thiện cảm lắm đâu. Có một bài viết này cũng khá hay, mình muốn chia sẻ với các bạn. Hồ Văn Cường tiếp tục đưa khán giả đi du lịch thủ phủ miền Tây khiến ai cũng háo hức mong đợi. Mảnh đất phương Nam tình người luôn rộng mở. Sau show diễn tại Đà Lạt hôm 30 tháng 4 thì vào ngày 28 tháng 5 này Hồ Văn Cường lại tiếp tục có show tại Cần Thơ. Điểm này thì các mẹ, các ngoại và ai theo dõi chương trình của cháu Hồ Văn Cường thì đều biết hết trơn rồi. Cần Thơ, nơi được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây, luôn thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham dự, đến để du lịch. Du khách sẽ khám phá vẻ đẹp bình dị, thân thương của những con người giản dị, quanh năm gắn bó với miền sông nước nhưng lại mang sức hút vô cùng mạnh mẽ. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Là cốc ca dao gắn liền với mảnh đất trù phú của Cần Thơ, nét đẹp hiện đại của phố xá xen lẫn với mặt bình dị của miệt vườn miền Tây, quanh năm ngập tràn trái cây là đặc điểm du lịch đầy cuốn hút đặc biệt của vùng đất Cần Thơ này. Từ ngày fan hâm mộ của Hồ Văn Cường nhận được tin giọng ca trẻ về miền Tây để biểu diễn vào ngày 28 tháng 5 thì khắp nơi trên các hội nhóm FC của Hồ Văn Cường ai ai cũng háo hức chờ đợi những ngày để được gặp nam ca sĩ. Mọi người nô nức khoe những món quà được chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày để tặng idol, như những món quà hàng hiệu xa xỉ bỏ qua bằng tiền thật, luôn cả vàng luôn. Ngoài những món quà thì cũng có nhiều khán giả để lại những bài thơ, những lời tâm tình gửi đến Hồ Văn Cường, thể hiện sự yêu thương dành cho nam ca sĩ. Điển hình như có khán giả Thưa Đức đã gửi tặng Hồ Văn Cường bài thơ Cùng Nhau Về Miền Tây. Mây lang thang đưa Cường đi đây đó, dệt ước mơ tỏa sáng cả bầu trời. Về miền Tây bao mến nhớ thương ơi, mảnh đất phương Nam tình người luôn rộng mở. Dòng nước phù sa đục ngầu mà yếu thế, dù dòng sông có bên lở bên bồi, điều khoan hòa vẫn dìu dặt người ơi, vẫn thảnh thơi buông sáu câu giọng cổ. Ninh Kiều bến đông đầy bao thương nhớ, đón người về rồi lại tiễn người đi, nụ cười đầy hạnh phúc trọn bờ mi, để ánh hồng đón hè về sực sỡ. Cần Thơ bầu trời đang rộng mở, đón chào mừng cậu út đất Gò Công, những bước chân đang từng bước lặng thầm cùng nhau về sáng tươi màu xanh chuối. Câu đò đưa tiếng lòng ai nhắn gửi, lá trầu xanh theo cậu út sẽ về, vang vọng lời giữa dòng sông miền quê, thuyền trôi lững lờ nghe út ca giọng cổ. Đất phương Nam lòng người như hoa nở, chính nhánh sông đưa nước ngọt dồi dào, ven vén đầy hoa trái ngọt thanh tao, về miền Tây mình đi cùng nhau nhé. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình chia sẻ một đoạn video nói về một bài thơ và nói về miền Tây sông nước, cũng như những lời phản biện lại với lại những người bên kia. Trong những lần mà show của cháu sắp trình diễn thì họ tung ra những cái video clip hầu dẫn dắt dư luận, và họ mong rằng người ta ném đá cháu, nhưng mà không, khán giả lại yêu thương cháu nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cậu chính là cậu út Gò Công.
Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và một lượt đăng ký. Và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào.